Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn khám phá một sản phẩm nhà bếp được gọi là quốc dân cho các mẹ bỉm sữa hay các chị em yêu thích cuộc sống healthy nha. Đó là sản phẩm máy làm sữa hạt Unie V6S này đây. Unie V6S ngay khi ra mắt thị trường không lâu đã lọt top các sản phẩm đi đầu về công nghệ tiện ích thông minh. Và tất nhiên rồi, kể cả về thiết kế và chất lượng thì siêu phẩm nhà Unie chưa từng làm các chị em thất vọng. Và giờ thì mình sẽ cùng bóc tem xem em nó có gì đặc biệt nha. Đầu tiên, mình có một thân máy, một cối thủy tinh, phần nắp cối, một giỏ hấp, một cây nhồi, một cây chải vệ sinh, một miếng bông vệ sinh. Chiếc cối thủy tinh borosilicate này cầm lên tương đối là nặng nha mọi người. Đây là cối thủy tinh cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt lên đến 300 độ C. Máy có lưỡi dao 8 cánh sắc bén đến từ Nhật Bản, nhìn xài rất khỏe, đảm bảo nhuyễn mịn mọi thực phẩm nhé. Tụi mình sẽ cùng lắp đặt em máy này nha. Mình sẽ lắp cối vào thân máy. Các bạn để ý giúp mình là lắp sao cho phần chấu ở cối khớp với phần chấu trên thân máy nha. Sau đó mình sẽ đặt phần nắp cối lệch hơn một chút so với điểm G trên thân máy, rồi ấn xuống và xoay theo chiều kim đồng hồ đến khi khít chặt. Khá đơn giản đúng không nào? Máy có 13 chức năng sữa thảo mộc, sữa đậu nành, sữa không nấu, xay khô, cháo nguyên hạt, cháo ăn dặm, hầm, nấu súp, sinh tố, hấp, hẹn giờ, giữ ấm và vệ sinh máy. Giờ thì mình sẽ làm món sữa bí ngô hạt sen vô cùng giàu dưỡng chất với chiếc máy Unie V6S này nha. Ở đây thì mình sẽ dùng 150g bí ngô mình đã sơ chế sạch sẽ rồi, tiếp đến là 80g hạt sen. Mình đã lựa những hạt sen tươi ngon nhất. Và giờ là công đoạn đổ nước, mình sẽ đổ nước đến vạch 1200 này. Thế rồi chỉ cần lựa chọn chế độ sữa thảo mộc là xong. Unie V6S hiện đang là sản phẩm đi đầu thị trường khi sở hữu tính năng điều khiển giọng nói. Với người lớn tuổi hay những người không quen sử dụng đồ bếp thông minh thì tính năng này thực sự có giá trị. Sữa đã bắt đầu sôi rồi, các bạn có thể quan sát là dù độ sôi khá mạnh nhưng không hề có hiện tượng trào sữa xảy ra. Đây là một điểm nổi bật của Unie V6S này khi được trang bị lăng cao su và thiết kế phần nắp chống trào hiệu quả. Các bạn có thể quan sát này, sữa thơm, sánh, đặc và béo ngậy. Đây cũng là một trong số ít những dòng máy làm sữa hạt cho ra chất lượng sữa thơm ngon nhất. Sau khi máy đã nấu xong, mình sẽ vệ sinh máy để làm những món sữa khác nhé. Thao tác vệ sinh thì cũng rất đơn giản bởi máy đã trang bị lớp chống dính ở mâm nhiệt này đây, nên chỉ cần cho một ít nước vào và chọn chế độ vệ sinh máy thôi. Vừa rồi là những trải nghiệm với món sữa bí ngô hạt sen hấp dẫn rồi, giờ thì mình sẽ tiếp tục làm món cháo gà nữa nha. Ở đây thì mình đã chuẩn bị 100g khoai lang tím, 100g thịt gà, 150g gạo tẻ. Vẫn là mức nước mình sẽ đổ đến vạch 1200 nha mọi người. Và giờ thì mình chỉ cần chọn chế độ nấu cháo ăn dặm là xong. Đó, với mức độ ồn như này, theo mình đánh giá là ở độ ồn chấp nhận được thì các chị em hoàn toàn có thể yên tâm nha. Chỉ với một vài thao tác, không phải chờ đợi, không phải dây lọc, khi sở hữu chiếc máy nấu sữa hạt Unie V6S, việc nấu sữa hạt, nấu cháo ăn dặm cho bé trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, an toàn và tiết kiệm nữa. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà các chị em không dinh cho mình một em Unie V6S hiện đại và tiện ích này? Sữa hạt nhà nào bổ dưỡng thơm ngon thế nào chắc ai cũng biết rồi phải không? Hiện tại thì Unie V6S đang có những chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.